Lô ạ Xin chào tất cả anh chị và các, các bạn à, rất vui lại được gặp cả nhà trong một phiên giao dịch mới trong một tuần giao dịch mới và chúng ta khởi động với tuần giao dịch này bằng những cái thông tin cũng thật sự là không tích cực lắm khi mà nhìn vào những bức tranh của thị trường toàn cầu à, ngày hôm nay thì gọi là một phiên giao dịch mà gọi là không không thật sự với mình đấy thì mình nhìn vào các chỉ số và mình sẽ không thấy là cái cái câu chuyện ấn tượng đến với thị trường đâu là nhưng mà có một điều khi chúng ta so sánh về yếu tố liên thị trường thì thật sự phiên giao dịch ngày hôm nay à, của thị trường chúng ta thật sự là một cái một cái bước đệm à, gần gần như là nó củng cố cái tâm lý cũng như là cái à, củng cố cái sức mạnh của dòng tiền khá là ổn trong một phiên giao dịch mà nó khó khăn gam go đầy khó khăn và gam go như thế này. À, vì sao là mình chia sẻ như vậy ok chúng ta sẽ vào bài video lần này thôi và rất vui là được gặp anh chị các bạn nhé và chúng ta sẽ cùng review qua thị trường ngày hôm nay à, đầu tiên là nếu mà anh chị thấy một cái bức tranh của thị trường nó đến từ từ chỉ số của SPX à, đây là câu chuyện chỉ số SPX <laughs> thì à cũng như là cái câu chuyện mà chúng ta chia sẻ về quyết định của Fed khi mà quyết định là sẽ không hạ thêm lãi và sẽ tăng lãi vào năm, 2020, à, năm 2023 thì chúng ta còn quãng thời gian là đến gần một năm còn hai năm nữa cơ à, nhưng mà có vẻ như dòng tiền bắt đầu có sự thay đổi về về cái mức độ kỳ vọng nếu như mà thị trường bình thường ấy thì chúng ta đã có một cái mẫu hình nến gọi là rút à, rút chân à, thường là nến rút chân mà kiểm chứng thành công ở cái đường ma 20 này thì sau đó là sẽ có một nhịp tăng một cái, một cái nhịp tăng lên như như những gì mà chúng ta đã kỳ vọng. Tuy nhiên là phiên giao dịch ngày hôm nay ấy, nó mang một cái tính thay đổi rất là khó chịu khi mà cái mẫu hình ném rút chân được thay thế bằng một mẫu hình ném giảm và một mẫu hình ném giảm rất sâu. Nó không chỉ thể hiện với chỉ số của SPX mà thậm chí là chỉ số của uh, Dow Jones còn bị giảm sâu hơn và về lại cái vùng gọi là vùng cảm kháng cự rất quan trọng. Hay là với một chỉ số khác là chỉ số của Nikkei. Uh, Nikkei ngày hôm nay thì thật sự là, là giảm rất mạnh, giảm 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 sâu tạo gap và và nếu mà dùng một cái từ gọi là cũng kinh hoàng rồi đấy. Uh, với một cái chỉ số, một cái thị trường lớn như thế này, thì với với chỉ số của Nikkei ấy, mà bị giảm đến độ và tạo gap như thế này rồi, thì đây là một điều mà cũng thật sự là không không uh, không, không 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 còn quá nhiều kỳ vọng về chỉ số sẽ uh, phục hồi theo hướng là tăng trưởng. Mà chúng ta sẽ phải uh, kỳ vọng là nó À, nó tích lũy một cái nền ra đáy thôi và kỳ vọng là phục hồi mang tính kỹ thuật vào trong phiên gần nhất thì à, về cơ bản Nikkei cũng đã bị giảm nhiều phiên như vậy rồi cũng phải không đâu. có những thời điểm nó giảm ba bốn phiên và sau đó là bắt đầu tăng trưởng phục hồi trở lại thì nó cũng liên quan nhiều đến câu chuyện về về lạm phát tại Nhật là nếu như các thị trường khác ví dụ là Fed đi thì họ có câu chuyện và tăng lãi hay là giảm lãi thì với thị trường Nhật thì nó chỉ có một cái bước đi duy nhất thôi đó là là lãi suất âm và liệu là âm đến mức như thế nào thôi chứ không không về về dương được tại vì về dương được thì nó sẽ ở câu, câu chuyện là là giảm phát rất là kinh khủng là deflation của nhật và chúng ta sẽ không không đi xa đà với câu chuyện đấy và chúng ta hãy nhìn vào cái bức tranh của thị trường việt nam khi mà mình nói với câu chuyện về thị trường toàn cầu ấy thì chúng ta đều nhận ra vấn đề là thị trường đang đang điều chỉnh rất là, rất là xấu tuy nhiên là với thị trường việt nam thì liệu có xấu như vậy hay không thì có vẻ như là nếu trường hợp mà xấu thì chúng ta nếu mà trường hợp chúng ta nhìn nhận vấn đề là ở à, thị trường rất xấu thì đây không phải là vấn đề là như vậy và thậm chí là chúng ta đang bị nhìn một cách hơi tiêu cực nếu mà nhìn về câu chuyện này ngày hôm nay khi mà thị trường toàn cầu bị giảm rất mạnh thì với thị trường chúng ta thì chỉ đơn giản là là rung lắc một cách bình thường mà thậm chí còn không được ghi nhận là một phiên điều chỉnh cơ đơn giản chỉ là nó nó những cái phiên như những phiên giao dịch bình thường khác đó là lên giảm lên tăng lại giảm lên xuống thôi có thể là chúng ta đã quen với những cái đà tăng của nhiều phiên liên tục tăng sáu phiên liên tục thì lúc này thì chúng ta cảm giác như là à nó cần phải là sự tăng trưởng đến mạnh theo năm sáu phiên như vậy nhưng mà đến thời điểm này thì mình cũng phải xác nhận là thị trường có vẻ như sẽ không uh, không theo kiểu là sẽ tăng trưởng liên tục hay là giảm liên tục mà nó sẽ bắt đầu cài răng lược đan xen những phiên tăng phiên giảm và nó chỉ tăng với một số cổ phiếu nhất định và sẽ giảm với những cổ phiếu mà đã tăng trưởng nóng trước đây thì đó là điều mà chúng ta sẽ cùng nhìn nhận vấn đề uh, một cách khách quan hơn nhé thực tế là với chỉ số như vn 30 ấy thì ngay cả với VN30 thì một phiên giao dịch đang mang tính là khá ổn à, rất bình thường không không có một dấu hiệu là quá xấu mà chúng ta cần phải lưu ý là phải chốt lời hay là làm gì cả cái đơn giản là chúng ta ưu tiên quan sát thôi đó là đối với chỉ số VN30 cũng thế và đặc biệt là nếu anh chị để ý trong giai đoạn gần đây thanh khoản hạ rất rất thấp nó cách khác là gì ạ nó cách khác là khi mà giá tích lũy nền mà thanh khoản thấp chứng tỏ một điều là bắt đầu cạn cái nguồn bán ra rồi à, nguồn nguồn là nguồn bán ra ép ép cho giá giảm hay là à, bán xả bắt đáy là mọi thứ đều đều chưa xảy ra và đơn giản là chúng ta chỉ có kỳ vọng là giá sẽ biến động cách rất là nhịp nhàng đi. tích lũy nền sau một vài phiên mới biến động à, giảm mạnh trước đó thì nhìn chung nhé à, Khi mà dòng tiền vẫn chưa bị à, bị gọi là bị khủng hoảng hay là dòng tiền vẫn chưa cảm giác như là cần phải chạy rút ra khỏi thị trường chung ấy thì chúng ta vẫn chưa phải lo lắng một bất bất cứ vấn đề gì cả mà đơn giản là chúng ta sẽ sẽ chấp nhận một câu chuyện là giá sẽ còn rung lắc một vài phiên nữa à, chứ chưa chưa thật sự là để cho nó à, chưa thật sự là để cho nó rút à, để cho nó tăng trưởng mạnh trở lại như gì chúng ta đã kỳ vọng trong trong tháng trước mà đến tháng này và tháng sau thậm chí là tháng sau thì chúng ta sẽ kỳ vọng những cái biến động mang tính là rung lắc nhiều hơn. Thì Đây là cái điều mà chúng ta sẽ kỳ vọng nhé, nó sẽ giật qua giật lại một giai đoạn dài à, và sau đó là đi lên. Các bạn là như vậy. Ok thì đó là nhìn nhận về phiên dịch ngày hôm nay đây là một phiên giao dịch mà mang tính à, kiểm chứng lại cái sức mạnh dòng tiền như là tâm lý dòng tiền thì tâm lý của dòng tiền Việt Nam thị trường Việt Nam hiện nay mình đánh giá là khá ổn đấy cũng chưa 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 bị quá xấu mà chúng ta phải lo lắng đâu ok đó là một nhìn chung một số về thị trường nhé ngoài ra thì chúng ta xem một cái thông tin và chỉ, chỉ báo về chỉ báo ví dụ như là chúng ta nhìn về hệ thống chỉ báo tâm lý của HSC đi thì hệ thống chỉ báo tâm lý HSC thì có thể thấy bức tranh tương đối là là hơi hơi rủi ro rồi lý do vì sao là như vậy thứ nhất ấy là là giá đang quay trở lại và vẫn là đang ở trong một xu hướng tăng nhé không phải xu hướng giảm nhưng có vẻ như là cái lực mua lên đã bắt đầu là chạm ở cái vùng đỉnh giá thôi 40 43 mà nó chỉ hơn nhau 3 nữa thôi trong khi đó là câu chuyện bà đà loan tỏa về vốn hóa và thanh khoản ấy, thì anh chị có thể thấy là hiện nay là đang hết hết khả năng là là tăng trưởng theo câu chuyện là tạo đỉnh à, chúng ta sẽ cần phải có sự lan tỏa sang những cổ phiếu lớn khác À, ngoài cổ phiếu nhóm ngân hàng còn nếu mà ngân hàng tiếp tục quay trở lại kéo ấy, thì thị trường nó sẽ hơi mang tính là bị bị à, bị lệch vai và do vậy là nó sẽ hơi à, hơi cảm thấy là cái mức độ tranh vinh của thị trường nó sẽ sẽ khó chịu hơn nếu thị trường mà được giữ bằng ba nền trụ ví dụ là banh này chứng bất động sản này à, và tài nguyên cơ bản hoặc là chứng khoán à, thì lúc này ấy, thì mà mọi, mọi thứ nó mới ổn còn nếu mà trường hợp mà chúng ta chỉ có một trụ duy nhất thôi thì lúc này lại lại không phải là yếu tố quá thích hợp để chúng ta có thể kỳ vọng là thị trường sẽ tăng trưởng bền vững và với mà câu chuyện mà lan tỏa thanh khoản thì cũng tương tự như vậy khi mà lan tỏa thanh khoản đã hết cỡ rồi lên khoảng gần hơn 100 rồi và tiếp tục kéo lên nữa thì liệu điều này nó sẽ không 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 thực sự tốt cho thị trường của chúng ta đâu và chúng ta sẽ cần một vài phiên rung lắc lay hoay và do đó là tiếp tục kéo tăng thì đây mới là cái điều mà chúng ta kỳ vọng nhất và với câu chuyện của dòng tiền chờ mua chờ bán theo vốn hóa tương tự như vậy nếu mà chờ mua chờ bán theo vốn hóa thị trường thì cái sự lệch pha nó vẫn còn đang rất là rõ Nào chúng ta hãy chia đôi ra đi thì có thể thấy được là một cái mức độ là kỳ vọng chờ mua chờ bán của hai dòng tiền ấy. dòng tiền chờ mua và dòng tiền chờ bán ấy. nó nó lệch xa hơn hẳn so với thời điểm của tháng tư hay là thời điểm của đầu tháng 5 cuối tháng 5 thì anh chị có thể thấy là khi mà khi mà thị trường không cân bằng ấy, thì lúc này tìm cái điểm giá gọi là bình ổn giá để giá tăng rất là khó và tương tự như vậy với chờ mua chờ bán theo thanh khoản toàn thị trường cũng tự như vậy. khi mà chúng ta đang có bức tranh bị giảm, à, lý do là vì là hai cung và cầu như là đi trái ngược nhau. trong khi ấy, là bên bên cầu ấy họ vẫn tiếp tục họ chờ mua, thì trong khi đó là bên cung họ vẫn vẫn chờ bán và chưa có bên nào là họ muốn có một cái động thái là đảo lại cái vị thế này cả. thì do vậy là thị trường cũng sẽ trở nên là thận trọng hơn. À, đó là với bức tranh còn với bức tranh ngành thì sao? trong nhóm ngành thì có vẻ như bây giờ là đang sáng giá là nhóm bảo hiểm à, hôm trước mình cũng có chia sẻ câu chuyện nhóm bảo hiểm rồi khi mà nhóm bảo hiểm này này cái cái PE à, tức là chỉ số PE của bảo hiểm là đang rẻ nhất so với những cổ phiếu khác cổ phiếu đắt nhất là cổ phiếu ngân hàng khi mà đang bắt đầu đắt tương đối trong khi đó dầu khí đang có một sóng dầu đúng không ạ hôm nay là PLX kéo thị trường ngoài ra có BSR hay là oi cũng được nói chung là mọi cổ phiếu về dầu thì khi mà dầu tăng ấy, thì mọi thứ đều ổn chắc đặc biệt là nhóm dầu hay là với cổ hóa chất thì có GVR, DGC, DCM cũng đều tốt cả hay là tài nguyên cơ bản, dịch vụ tài chính thì có SSI, VCI, HCM, công nghệ thông tin, bán lẻ, truyền thông nhưng có một điều ấy, mình đánh giá là nếu mà trường hợp ở thị trường mà bị thiếu đi sự xuất hiện của bất động sản thì đây là điều mà rất là 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 không nên đặc biệt là là trong những thời điểm mà nhóm ngân hàng đã đã không thể kéo được nữa rồi khi mà cái mức dư địa tăng gần như bằng không trong khi đó là với chỉ số VN30 bắt đầu xuất hiện dấu hiệu là tăng tăng về vạch đỏ trở lại. Khi thể hiện qua câu chuyện của VIX, rồi câu chuyện của Vinamilk, VJC, VRE hay là Sabeco. Ok nhá, thì chúng ta hãy cùng xem thử một số trụ, xem được có trụ tốt hay không. Tại cùng xem qua một tí về VIX à, VIX hôm nay thì không có không có gọi là không lên tiếng. À, không lên tiếng trong những trường hợp mà thị trường như thế này. Thế thật sự mà nói thì mình đánh giá là Vic à, đang 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 vận động theo một câu chuyện là tích lũy. À, một câu chuyện tích lũy sau một thời gian là biến động giảm. Bây giờ là VIX đang ở câu chuyện tích lũy thôi và không có tín hiệu là mua lên với VIX. Nhưng mà dù sao nữa ấy, thì để mà chúng ta kỳ vọng VIX là giảm sâu ấy thì thì vẫn còn vẫn vẫn còn những kỳ vọng tương tự như vậy khi mà nó đang test lại một lần nữa đường ngày 20 ở đây. Do vậy là để mà xuống cái vùng giá 109 ấy cũng rất nhiều khả năng nhé. À, chúng ta chưa chưa thể kỳ vọng VIX à, trở thành một cái trụ cho thị trường được. Mà ngược lại thì chúng ta vẫn có một số cổ phiếu khác ví dụ như cổ của tcb hôm nay tcb bắt đầu giữ nền à, có câu chuyện riêng hay là với cổ vi banh vi banh thì sau hai phiên giảm chỉnh vì những tin đồn thì bây giờ bắt đầu có những dấu hiệu là giữ nền trở lại rồi nhưng mà thật sự là với vi banh thì không không còn quá nhiều kỳ vọng nữa để cho một nhịp tăng lên trở lại hay là với cổ của hpg cũng thế hpg chúng ta cũng phải nhìn nhận vấn đề là vẫn đang phải test lại vùng nền giá chứ không không có nhịp tăng là những cổ phiếu mà thật sự mang mang những cái cái sắc màu chốt lãi nhiều hơn là sắc màu sẽ tăng trưởng trở lại nhưng ngược lại với mờ banh là câu chuyện khác mờ -Banh, banh thì cảm giác như là đang test nền khá thành công Và do vậy là có thể là nếu trường hợp vào thị trường trong nhịp tới mà mà lại tăng thì có thể là nó sẽ dồn một ít vào mờ banh hay là ctg chẳng hạn với cổ ctg cũng thế tức là chúng ta sẽ không kỳ vọng là nhóm nhóm banh sẽ tăng lên sớm đâu mà sẽ kỳ vọng là tích lũy nền một thời gian nữa mới tăng trong khi là bất động sản thì chúng ta chỉ có với hm VSM là vẫn đang giữ nền tốt này, vẫn có thể kỳ vọng là mua được này. Hay là với cổ của hôm nay thì với cổ của VRE nữa, VRE cũng cảm giác như là họ đang đang giữ một cái nền thành công, quỹ off trong một cái vùng đáy. Thật sự là để đáy tăng lên được hay chưa, thì chúng ta cũng chưa chưa thể xác định, xác nhận được vấn đề à, vì còn bị cái cản phía trên khá là xa. Nhưng mà dù sao nữa thì mình có thể kỳ vọng nhé, à, là VRE cũng sẽ là một cái cổ phiếu mà quay lại với nhóm ngành bất động sản nói chung. OK ạ thì đó là một số nhìn nhận trong phiên giao dịch ngày hôm nay thôi và mình tiếp tục một lần nữa mình khẳng định là so với những cái gì mà thị trường quốc tế đang diễn ra thì với những cái biến động của thị trường việt nam hôm nay thì chúng ta rất khỏe à, chúng ta vẫn chưa bị một cái cái rủi ro một cái lý do nào mà thật sự cụ thể là chúng ta cần phải bán ra cả và chúng ta chỉ có đơn giản là quan sát thôi một phiên giao dịch mà rất là à, biến động nhưng lại không mang một cái xuống cụ thể và chúng ta chỉ nên quan sát trong những phiên giao dịch như thế này nhé ok à, thì đó là một số nhìn nhận về à, phiên giao dịch ngày hôm nay và một, một một lần nữa mình muốn khẳng định là thị trường thật chưa thật sự quá xấu nên chúng ta cần phải lo lắng và chúng ta phải hạ thị trọng đột ngột đâu à, ok à, xin cảm ơn anh chị các bạn rất là nhiều đã dành thời, thời gian theo dõi video review về thị trường lần này và chúng ta sẽ gặp nhau vào phiên dịch ngày mai nhé xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị các bạn ạ